xin chào mừng quý vị các bạn, chúng ta đã cùng đến với chương trình Biết Đến Tài Năng. Một sân chơi kịch tính, hấp dẫn và sáng tạo dành cho những nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau với sự dẫn dắt của những đội trưởng là những nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm. Thưa quý vị, chương trình Biệt Đội Tài Năng được phát sóng vào lúc 21 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón bốn đội trưởng của ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu ca sĩ Nguyễn Hưng, đội trưởng của đội H5. Ca sĩ Phương Thanh, đội trưởng đội Chanh Chua. Ca sĩ Nhật Kim Anh, đội trưởng đội Hương Lúa. Ca sĩ Trang Nhung, đội trưởng đội Hành Ca. Và một người rất quan trọng, đó chính là giám đốc âm nhạc, cũng chính là vị giám khảo của chương trình. Xin được giới thiệu nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chủ đề của bốn đội thi sẽ là chủ đề lễ hội. Và ở phần thi lượt đầu tiên, chúng tôi muốn thấy sự đầu tư của các đội nhấn mạnh đến yếu tố vũ đạo. Và Nguyên Khang cũng xin được công bố, ngoài phần bình chọn của những khán giả có mặt tại trường quay và vị giám khảo nhạc sĩ Huy Tuấn, thì các đội trưởng cũng sẽ tham gia vào việc chấm điểm dành cho phần thi của các đội. Riêng phần thi của đội nào thì đội trưởng của đội ấy sẽ không chấm điểm. Ở vòng 1, số điểm của các đội trưởng sẽ được công bố. Ở vòng 2, số điểm này sẽ được chúng tôi giấu đi. Sau đêm thi này, các đội trưởng sẽ phải loại một thành viên ra khỏi đội của mình. Và thành viên này sẽ trở thành thành viên mới trong 3 đội còn lại. Và bây giờ mọi thứ đã được sẵn sàng. Mời quý vị hãy cùng bắt đầu với chủ đề lễ hội của chương trình Biệt Đội Tài Năng. Ooh.
cuộc sương lung linh nắng mai, nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa. Tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Ta nói chung nguyên cái bộ lạc này á, các bạn nhìn đi, ai cũng thuộc dạng là thân hình tivi phẳng á. Có mỗi cái bà sơn nữ này, bà không biết bà ăn cái kiểu gì mà gia đình chắc tập thể hình nhiều quá, nên chị sơn nữ này chỉ khác hơn những người còn lại. Tại sao không chọn một cô đẹp đẹp hơn nữa đứng cạnh cô sơn nữ này? Mình có hai bạn nữ, nhưng mà Kim Anh lại muốn bạn Thảo Nhi lại đóng vai là một già làng. Nhi cũng rất là đẹp nhưng mà không cho Nhi làm sơn ca, sơn nữ, mà quyết định là cho Thế Bảo. Thế Bảo, nhờ quý vị nhìn thấy Thế Bảo có dễ thương không ạ? Cái điều thứ nhất là Kim Anh muốn rằng là Thế Bảo có gì đó ấn tượng. Trong này thì Kim Anh muốn là Thế Bảo phải là sơn nữ, để cho Tâm Anh và Bằng Cường sẽ là chàng trai làng. Đây là một tiết mục vui. Nhưng mà riêng vai của Bảo thì thật sự là ấn tượng, nhưng mà thật sự anh có không hiểu em đang đóng cái vai trò gì. Vai trò là mà một cô giống như là cũng đệ là tử. Nữ ở trong làng đó à? Vâng ạ. À. Nhưng mà nữ già rồi. Ngoài cô sơn nữ đẹp, có thêm một cô sơn nữ nó hú hồn, được tự tỏa sáng một mình, mặc dù chạy tới trai nào cũng không chịu. Ý là nhắc nhở chúng ta là cái tình cảm là phải chia đều. Đã lễ hội rồi, mập hay ốm, đẹp hay xấu, tất cả phải được đối xử như nhau. Cho nên cái ý tưởng này Phương Thanh thích nhất. Và điều quan trọng bây giờ là quý vị khán giả có mặt tại trường quay và cùng với lại những vị đội trưởng và giám khảo Huy Tuấn sẽ bình chọn cho tiết mục này như thế nào. Thời gian 5 giây bình chọn bắt đầu. Và số điểm khán giả có mặt tại trường quay dành cho các bạn chính là 75 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng tôi xin được mời số điểm từ phía những đội trưởng đang có mặt tại trường quay. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho 80 điểm. Đội trưởng Nguyễn Hưng cho 80 điểm. Ca sĩ Trang Dung cho 90 điểm. Ca sĩ Phương Thanh cho 95 điểm. Và bây giờ là tổng điểm cuối cùng được tính từ tổng điểm của khán giả cùng với nhạc sĩ Huy Tuấn và ba đội trưởng chính là 420 điểm. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, những cuộc thi nhan sắc luôn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Và ngày hôm nay thì trong không khí của lễ hội vui tươi và tưng bừng, không thể thiếu được những người đẹp sẽ tô điểm cho lễ hội ấy. Mời quý vị sẽ cùng đến với một cuộc thi sắc đẹp trên toàn thế giới qua tiết mục Đường Xém Công với phần thể hiện của đội chanh chua nữ ca sĩ Phương Thanh. Thank you dancer, thank you. Và chào mừng tất cả quý vị đến với lễ hội nhan sắc. Và ngay bây giờ đây sẽ là hoa hậu đầu tiên, một trong những sự chờ đón tuyệt vời nhất. Xin giới thiệu hoa hậu Thái Lan. Yam chu mong chong thơ khang dai phut ok chak dai hoa thơ chai loi de nu nang ma tang ta keot o chang ban keot khu thơ phu dieu yak sam phat kap thơ kong khieu ni lak mun sieu hua chai mun kan yak hai thơ ma deung khang chan cha dai phu phang rak kan song khon
Và một đối thủ rất nặng ký của hậu Thái Lan xin được giới thiệu Hoa hậu Ấn Độ. Bóng rổ nữ năm 2001 cô đoạt giải nữ vận động viên bơi lội xuất sắc, 2002 cô đoạt giải nữ vận động viên điền kinh và rất nhiều giải thưởng khác. Và ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt hơn của hậu Brazil. Đó chính là hoa hậu của nước chủ nhà, Hoa hậu Phạm Thị Luận đến từ Việt Nam. Từ là từ phú thương, bảo kim sắc phong lên đàn, giàu ra luôn một lần nữa. Chúng ta hãy cùng tiến tới gần khán giả hơn nữa, tất cả các hoa hậu, để cho khán giả của chúng ta có thể ngắm dung nhan của các vị thật sự là rõ hơn ạ. Xin mời quý vị cùng bước lên đây ạ. Một chào vỗ tay thật lớn dành cho các hoa hậu của chúng ta. Và quý vị thân mến, các hoa hậu của chúng ta ngoài xinh đẹp, họ còn rất là tài năng, họ ca hát rất hay nữa. Các hoa hậu đã chuẩn bị xong chưa? Các em cầm mic lên nào, cầm mic lên và hát cùng tôi nào, cầm mic lên. Đâu về đây mà sao nhìn em là say, để em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy. Ô ô la la đường gồng em đấy mà, ô ô la la gồng nhà sexy lady. Thì em là ai mà bao chàng trai là hưu là nai, thì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Ô ô la la đường gồng em đấy mà, ô ô la la chàng trai sexy lady. Hey, I'm
Và Phương Huyền sẽ dành cho ai đây? Xin được giới thiệu lên sân khấu Lemon Tree, đưa kim hoa hậu ao làng của chúng tôi năm ngoái, xin mời. Xin mời. À, đối với cái cuộc thi ngày hôm nay ấy thì các bạn đều là phiên bản lỗi ấy, thế thì lại cũng không được ngon cho lắm, cho nên là tôi năm nay tôi đổi tiếp thế nhá. Cảm ơn các bạn. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu một thành viên mới gia nhập vào đội hình của đội chanh chua, đó chính là Tăng Nhật Tuệ. Đầu tiên là sự có mặt của Tăng Nhật Tuệ là do tuần trước là Shino là bị đau lưng, cho nên là Shino không tham gia cuộc chơi nữa. Và Tăng Nhật Tuệ là người đã được tăng cường vào team Phương Thanh, một tràng pháo tay cho sự có mặt của tôi. Team của Phương Thanh là chanh chua, cho nên tất cả các tiết mục hầu như sẽ rất là quái, hay là có một cái gì đó nó sẽ khác lạ. Bởi vì cái bài đường cong tại sao có tựa đề là đường xém cong, cho nên là team Phương Thanh đã làm thành là một cái tiết mục là phiên bản lỗi của Hoa hậu thế giới. Nhưng mà có một cái điều duy nhất trong cái tiết mục này, đó là sự giao lưu văn hóa. Cái khúc cuối thì Kim Anh rất là ấn tượng. Các bạn làm rất là sôi động và làm cho cả khán phòng này nóng lên vì các bạn. Nhưng mà chỉ tiếc một điều rằng là cái tiết mục này của các bạn chưa đi đúng vào với cái chủ đề. Cuộc thi Hoa hậu phiên bản lỗi đúng không? Thành ra nó cứ lỗi thế nào ấy. Nó đúng là nó không có cái sự gắn kết. Cái đoạn đầu của mình nó bị dài quá, thành ra là mọi người cũng bị phân tán. Rõ ràng là đội các bạn là một đội rất mạnh về ca hát, thành ra là các bạn lại bị yếu về mặt vũ đạo. Nhưng cái phần mạnh của các bạn thì các bạn cũng lại không ít khai thác luôn. Ví dụ các đoạn mà hát nhép ban đầu mà các bạn hát thật chắc vẫn được. Ví dụ như bạn hát rap mà hát được mấy cái câu mà Ấn Độ mà bạn hát rất là nhanh như thế, bạn hoàn toàn hát được. Và bạn nếu mà bạn không cần phải hát nhép thì nó sẽ hiệu quả rất là nhiều. Đấy, mà bạn hoàn toàn có thể làm được. Tôi biết rằng là đấy là cái cách mà bạn làm, là cố tình bắt chước hát nhép, cố tình hát nhép, chứ không phải là mình mang cái sự hát nhép ra để gọi là che giấu cái gì cả. Nhưng mà vấn đề là nó không có tác dụng lắm. Tôi nghĩ là nó sẽ bạn trình diễn thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó. Vâng, và xin được cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn với lời chia sẻ vừa rồi. Xin mời giám khảo ca sĩ Trang Nhung. Trang Nhung thì cũng có những cái nhìn nhận mà tương tự như giám khảo Huy Tuấn cũng như các đội trưởng. Chỉ có điều là Trang Nhung thấy rằng là cái màn trình diễn này cực kỳ ra chất Phương Thanh. Và Trang Nhung biết là chị Tranh rất là vui tính, cái gì chị cũng thích vui, và đặc biệt là chị muốn mang tất cả những cái niềm vui của chị lây lan sang tất cả khán phòng, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của khán giả có mặt tại trường quay Bình Chọn cùng với đội trưởng của ba đội và nhạc sĩ Huy Tuấn. Và thời gian 5 giây bắt đầu. Sáu mươi tám điểm là số điểm từ khán giả dành cho đội chanh chua, xin chúc mừng. Và bây giờ là số điểm của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh, 80 điểm. Số điểm của ca sĩ Nguyễn Hưng, 75 điểm. Số điểm của nữ ca sĩ Trang Nhung, 80 điểm. Số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn, 75 điểm. Tổng điểm là 378 điểm, xin chúc mừng đội của nữ ca sĩ Phương Thanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Y Vân, 60 năm cuộc đời. Và liệu ca khúc này sẽ mang đến một không khí khuấy động trường quay của chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn trên sân khấu của các thành viên đội H5 của ca sĩ Nguyễn Hưng, xin mời! Sau 10 năm cuộc đời, 20 năm rồi,
năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Đẹp trai lắm chứ không có xấu xí như bây giờ đâu. Ông già đó ngày xưa làm trùm dance sport luôn đó, thi ở đâu cũng thắng. Ông ơi, nay lễ mừng thọ của tôi, thôi ông diễn một bài cho sắp nhỏ nó coi nha. Vô vô hay quá, quay luôn, nghe đầu luôn, nghe đầu hay quá, vỗ tay mấy đứa ơi. Đúng rồi, giỏi quá ông ơi. Vô hay quá trời, đó tao đau lưng rồi. Ê là thế, đời sống không là bao. Ê là bao, đời không lâu là thế. Ê được bao lâu, hãy sống mà yêu nhau. Em mới có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời. Sầu hương cho vời vợi, 20 năm cuối là bao. 20 năm sau sầu hương cho vời vợi, 20 năm cuối là bao. 20 năm sau sầu hương cho vời vợi, 20 năm cuối là bao. Bây giờ thì cô Nguyên Khang muốn xin chia sẻ từ phía ca sĩ Nguyễn Hưng. Tiết mục Hưng dựng trên sân khấu giống như ở một cái công viên, ở một ngày lễ, dù mình trẻ nhưng mà mình cũng phải nghĩ có người đi trước thì mới có cái thế hệ đi sau. Cho nên mình muốn dựng mượn cái ngày lễ và trên một cái công viên, một cái sinh hoạt rất là vui giữa lớp trẻ và với những người lớn tuổi. Phải nói công bằng là như này, tôi thì không biết đấy là cái lễ hội gì, cái không khí của nó thì cực kỳ lễ hội. Tôi phải nói thật với anh Nguyễn Hưng là đây là tiết mục xuất sắc nhất của đội anh cho đến thời điểm này. Một cái không khí nhạc kịch rất là mỹ. Và ở trong đó thì tất cả các thành viên của đội anh Nguyễn Hưng tôi thấy là hỗ trợ nhau rất tốt. Lâm Ngọc Hoa là một người Kim Anh không bao giờ muốn rời khỏi đội Kim Anh. Nhưng mà khi mà bạn qua bên đội của anh Nguyễn Hưng thì bạn đã lột xác bạn ra. Một ngày nào đó Kim Anh sẽ cướp lại. Cướp anh... Ủa không, cướp Hoa về. Cướp Hoa về chứ không phải cướp anh Hưng về. Và bây giờ thời gian chấm điểm với 5 giây bắt đầu. Bảy mươi bảy điểm, xin chúc mừng. Số điểm của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh 85 điểm. Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Trang Nhung và nữ ca sĩ Phương Thanh đều cho đồng điểm nhau và số điểm của mỗi người là 90 điểm, xin chúc mừng. Tổng điểm chính là 432 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Sapa, một thị trấn vùng cao ở miền Tây Bắc, nơi không chỉ thu hút du khách bởi những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và bên cạnh đó là một phiên chợ rất đặc biệt, nơi những đôi nam nữ mặc những bộ trang phục đặc sắc tìm đến nhau, hò hẹn với nhau, đó là chợ tình Sapa. Và phần trình bày trên sân khấu, biệt đội hành ca của nữ ca sĩ Trang Nhung, xin mời. Thank you.
Mặt trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ. Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Khi một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chờ. Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em. Xuống chợ với em. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em. Xuống chợ với em. Ngoài kia có đôi chim đang bay, ở đây có đôi ta đang tay. Đôi chim khi bay về ổ giống như hai đôi ta sẽ về chung một chỗ. Rồi em sẽ về với anh, em sẽ thấy đồng cỏ màu xanh. Sẽ có mấy đứa bé chạy lăn quanh, rồi em sẽ mãi bên cạnh anh. Ngày gặp em ngỡ như quen đã lâu. Quen đã lâu. Phải lòng nhau ngay từ giây phút đầu. Giây phút đầu. Bầu trời cao với ngàn muôn ánh sao. Vì sao lung linh có phải em? Khi bên anh nghe thấy tiếng trái tim cất lời, thấy nắng ấm áp chiếu sáng dù mưa vẫn rơi. Đêm bao đêm bao đêm em đã mơ thấy người mặn cười nói lời yêu. Cầm tay em đi, anh đưa em đến nơi xa xôi tận cuối trời, nơi mây theo gió bay tháng ngày đâu hay. Trong đêm tối thầm tay anh vẫn nắm chặt em, chặt em. Gian nan vẫn chờ bên em đến hững hờ, bên anh những giờ đã là mộng mơ. Dù có khó khăn nhưng em hãy nhớ rằng anh mãi ở bên. Xa xôi tận cuối trời, nơi mây theo gió bay tháng ngày đâu hay. Trong đêm tối tận tay anh vẫn nắm chặt em, chặt em. Gian nan vẫn chờ đêm em đi hững hờ, bên anh những giờ đã là mộng mơ. Dẫu có khó khăn nhưng em hãy nhớ rằng anh mãi ở bên. Xin chúc mừng đội Hành Ca. Tôi nghĩ là đây là một tiết mục mà trong đó âm nhạc và vũ đạo nó thực sự là một. Và hai phần đó của các bạn thực hiện rất là xuất sắc. Các bạn đã bám sát chủ đề rất là tuyệt vời. Và đây là một trong những cái team mà có cái đội hình chuẩn nhất. Vừa có biên đạo này, vừa có người làm nhạc, rap, hip hop, cải lương. Đây là một trong những cái đội mà thành phần rất là đa dạng. Trang Nhung rất là xúc động. Trong đội của Trang Nhung, các bạn cá tính rất mạnh, đưa ra những cái kịch bản
thì các bạn hầu như đều xuống một bàn tán. Khi làm việc thì cũng có những cái lúc mà bất đồng quan điểm. Nhưng mà đến thời điểm này thì cô trò vẫn còn hơi lăn tăn một chút. Cho nên là Trang Nhung rất là lo lắng. Thực sự là khi các bạn ra là các bạn diễn xuất sắc là Trang Nhung xúc động, vỡ òa, không kìm nén được. Và một lần nữa là cảm ơn các em rất là nhiều. Thời gian 5 giây dành cho các bạn bắt đầu. Wow, nhạc sĩ Huy Tuấn đã dành cho các bạn là 90 điểm. Số điểm của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh là 95 điểm. Số điểm của đội trưởng Nguyễn Hưng là 90 điểm. Đội của các bạn nhận được 100 điểm từ nữ ca sĩ Phương Thanh. Tổng điểm của khán giả các bạn tại trường quay, nhạc sĩ Huy Tuấn và các đội trưởng dành cho đội của nữ ca sĩ Trang Nhung chính là 455 điểm. Wow. Tạm thời Vương Linh dẫn đầu ở vòng 1 này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn. Nếu như ở vòng đầu, các đội của chúng ta được yêu cầu từ ban tổ chức phải tập trung hơn ở phần vũ đạo, thì ở phần 2, vẫn với chủ đề lễ hội, các đội của chúng ta có quyền tự do sáng tạo, miễn sao thể hiện tốt nhất tinh thần của chủ đề lễ hội. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một không khí rất rùng rợn của một lễ hội mà thông thường trẻ nhỏ rất là thích. Đặc biệt trong ngày này sẽ phải hóa trang thành những nhân vật như ma quỷ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lễ hội Halloween. Xin được giới thiệu đội hương lúa của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Living for the night like it is golden. Yeah, I can't know when I'm never folding. I just wanna dance among the stars. These after hours got me charged and I just wanna dance among the stars. I just wanna dance among the stars. I just wanna dance among the stars. These after hours got me charged up. After hours got me charged.
trick or treat. Happy Halloween, Happy Halloween. Xin được chúc mừng Đội Hương Lúa của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Đầu tiên là chúng ta nói ý nghĩa dàn dựng của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đội trưởng đi à, xin mời. Chủ đề cũng vẫn là chủ đề lễ hội, nhưng mà về phần tự do này thì Kim Anh nhường cho ý tưởng của Thế Bảo, cũng là dancer. Và ý tưởng này là của Thế Bảo chứ không phải của Kim Anh. Nói chung là mỗi lần mà về team của Hương Lúa thì Kim Anh muốn có sự chỉnh chu nhất và trọn vẹn nhất thì các bạn đã làm được. Kim Anh cảm thấy rất là an tâm về các bạn. Thế Bảo, anh thấy em đóng cái vai này hay đó. Thế Bảo, ngày hôm nay rất là tiếc là em cột cái vải vào chân của em. Chị muốn nhìn thấy được em nhảy, bởi vì lúc mà tập á, em làm hay hơn như vậy rất là nhiều. Không, luôn. Nhưng mà theo như anh á, anh thấy như vậy nó mới tự nhiên. Hay là nhờ cái mà em bị ràng buộc ở những cái đó mà em vẫn nguyện chuyển được với những cái động tác em phối hợp được. Thì tại vì anh mới nói là hôm nay là em là hay. Anh đã xem em rất là nhiều tiết mục, nhưng mà anh là cảm thấy tiết mục này em đã thể hiện một cách hoàn hảo ở một cái vai trò em đang đóng. Các bạn còn lại ấy vẫn còn hơi hiền. Anh cảm thấy các em vẫn là ma hiền hơn là ma ác. Phần trình diễn của mình nó chưa thực sự là ma mị hoặc là nó rùng rợn lắm. Và bây giờ 5 giây dành cho quý vị khán giả thể hiện sự yêu thích của mình với tiết mục lễ hội Halloween, bắt đầu. Bảy mươi bảy điểm, xin chúc mừng. Và thưa quý vị, ở phần hai chúng tôi sẽ công bố số điểm của quý vị khán giả và số điểm của các đội trưởng. Riêng số điểm của giám khảo Huy Tuấn sẽ được giấu đi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của các đội trưởng. Số điểm của ca sĩ Nguyễn Hưng 85 điểm. Số điểm của ca sĩ Trang Nhung 90 điểm. Số điểm của ca sĩ Phương Thành 90 điểm. Số điểm tính đến thời điểm tạm thời của đội Hương Lúa chính là 342 điểm, xin chúc mừng. Bước ra từ trong cái giếng là đã thấy sợ rồi đúng không? Mà nghe cái tiếng gì đâu lạ lạ. Quý vị và các bạn theo dõi, trong đây có một cái căn phòng, có một cái tivi, một cái ghế, làm tôi gợi nhớ đến 3 bộ phim kinh dị kết nối với nhau. Mà không biết đây sẽ là tiết mục gì đặc biệt. Mời quý vị sẽ cùng đến với Xin Hãy Thứ Tha và các thành viên chân chua của đội nữ ca sĩ Phương Thành. Chương trình phát thanh xin mời các bạn nghe 15 phút dân ca và nhạc cổ truyền. Rằng anh luôn dặn em, anh đâu nào hay anh đã sai.
bởi vì anh luôn hân ghen khi em cười vui với ai. Tìm đâu khi thời gian vô tình mang em đi, vì hôm nay anh nhận ra mình đã quá yêu em. Bao lời yêu thương vội quên đi, I wish I could take it back. Bao niềm đau em đã trao, I wish you could take it back. Khi tình yêu không còn đắm say, I wish you could take it back. Chỉ ước muốn rằng anh đừng như lúc xưa. Sorry người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào. Vẫn mãi yêu anh như thua nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên anh. Sorry người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào. Vẫn mãi yêu em như thua nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên anh. Một thằng con trai ngại thì trông gai, cũng với nỗi đau mà người con gái kia đã để lại. Anh đã làm gì sai, anh đã làm gì sai? Chỉ muốn cuộc tình của ta là mãi mãi. I just wanna sorry, baby I just wanna sorry. Em hãy ra đi, đừng thương nhớ chi, vì trong mắt anh em không còn là điều gì. Sorry người hãy quay về đây. Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau những tháng năm bên nhau ngọt ngào. Vẫn mãi yêu em như thua nào. Oh please, người ơi hãy về đây bên anh. Anh luôn yêu em cho dù em đã sai, nhưng em yêu ơi hãy về đây. Đêm cô đơn gối chẳng mẹ tình ngại, xin một lần được gần nhau đắm say. Không bao giờ Hồ Ngọc Hà có thể tưởng tượng ra Xin Hãy Thứ Tha của cô ấy lại biến đổi thành một bộ phim kinh dị như thế này. Trong cuộc sống á, có những cái tình yêu rất là đẹp, nhưng có những cái tình yêu nó là một sự lỗi lầm. Ai cũng phải đối diện với lỗi lầm của mình. Và cái sự trừng phạt ghê gớm nhất đó là cái tinh thần. Đó là một cái điều mà trong cuộc sống có nhiều người rất là biết nhưng không biết cách giải thoát. Đó là cái ý của đội Phương Thanh. Tôi nghĩ là so với cái phần trình diễn đầu tiên thì cái này nó đồng đội hơn rất là nhiều. Nó chặt chẽ hơn về vấn đề kịch bản và các bạn diễn cũng rất là tốt. Tôi đang nghĩ là không biết bạn này bạn cắn để bạn ấy lôi anh này lại bắn thù, hay để mà bạn muốn bắt xuống dưới địa ngục, hay là anh này muốn bạn ấy cắn. Sau là cứ thấy cắn đi cắn lại hoài. Nói chung đó là cái chắc là bị ghiền á chị. Cắn một phát đấy. Xong bị ghiền cho nên là đề nghị cô này cắn vài phát. Dạ. Yeah. Chị muốn thử cắn cái không? Ôi cắn thôi, để cho bạn ấy cắn đi, bạn cắn quen rồi, nãy giờ bạn cứ cắn liên tục. Và bây giờ, 5 giây dành cho các bạn khán giả có mặt tại trường quay, bắt đầu! Bảy mươi chín điểm là số điểm của khán giả có mặt tại trường quay dành cho đội Chanh Chua, xin chúc mừng! Bây giờ sẽ là số điểm của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh, 95 điểm. Số điểm của ca sĩ Nguyễn Hưng là 90 điểm. Số điểm của ca sĩ Trang Nhung chính là 95 điểm, xin chúc mừng. Và bây giờ
tổng điểm của các bạn với sự bình chọn của khán giả và các đội trưởng. 359 điểm, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ quyết định thứ hạng của các bạn sau ít phút nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn đội của nữ ca sĩ Phương Thanh, đội Chanh Chua. Những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện ngày xưa với những nàng công chúa xinh đẹp, những chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú không chỉ thu hút những bạn nhỏ mà ngay cả người lớn cũng yêu mến. Và ngày hôm nay trong chủ đề về lễ hội, câu chuyện cổ tích nào sẽ được kể trên sân khấu này? Chúng ta sẽ cùng đến với Vì Tôi Còn Sống và các thành viên của đội H5 của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Dạy người mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đau vẫn rối bù xù thân bé u nu u cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Con à, cuộc sống này có bao lâu đâu mà con đóng toàn là vai ác. Hèn gì con dạt từ đội này qua đội khác. Được, ta sẽ hóa thân cho con. Bao năm bôi trên ngoài đời soi gương nhìn mưa xin. Đau vẫn rối mù xù thân bé u nu u nu u nu. Cứ say đi vì một đời trao vé. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai là ai, ai hận ai, ai giận ai, ai thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù là người cười chê. Cứ vui lên vì đã có đơn. Vì tôi có sống. Có anh em sẽ không cô đơn. Anh sẽ làm khoảng cách đời ta gần hơn. Năm ngón tay đang chặt với nhau. Bước đều đôi chúng ta đi về đâu. Một giới lòng xanh ngắm mây ngắm gió. Như tình yêu ta đã dành cho nhau. Dù mai sau cũng... Alright. Và bây giờ chúng tôi xin mời ý tưởng anh Nguyễn Hưng đã đưa ra cho đội dàn dựng cái tiết mục này như thế nào ạ? Trong cuộc sống của chúng ta có người tốt và có người xấu. Ở đây Nguyễn Hưng muốn sử dụng tất cả những đội viên của Hưng, mặc dù một ca khúc rất ngắn, rất gọn, nhưng mà có thể mong là quý vị có thể hiểu được cái ý của Nguyễn Hưng làm cho các đội viên Hưng. Và Nguyễn Hưng xin cảm ơn tất cả các bạn đã làm hoàn thành. Đúng, đây là một tiết mục đáng để xem. Và xem thì mọi người cũng bị cuốn vào cái tiết mục của các bạn, cảm thấy rất là thích thú. Nhưng mà Trang Nhung lưu ý là các bạn là bám sát chủ đề. Mình cảm giác ấy, khi mình ngồi đây mình cảm giác nó chưa được là cái lễ hội. Nhưng mà không sao, các bạn vẫn làm tròn trịa và rất là dễ thương. Và bây giờ quý vị sẽ có 5 giây để đưa ra kết quả của mình. 5 giây bắt đầu.
mừng các bạn được 85. 85. Khán giả các bạn tại trường quay đã chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ca sĩ Nhật Kim Anh, 85 điểm. Ca sĩ Trang Nhung đã giành 85 điểm. Ca sĩ Phương Anh đã giành 90 điểm cho đội các bạn. Xin chúc mừng. Tổng điểm tạm thời ở vòng 2 này của đội các bạn H5 là bao nhiêu? Xin mời. 345 điểm. Xin chúc mừng. Ngay khi chúng ta đang ngồi đây thì những trận cầu nảy lửa của Euro đang cùng diễn ra. Và lẽ dĩ nhiên biệt đội tài năng cũng không nằm ngoài sức nóng bỏng và hấp dẫn của môn thể thao số 1 thế giới này. Và hãy cùng xem họ sẽ mang đến cho chúng ta chủ đề lễ hội như thế nào. Hãy cùng đến với hành ca của đội nữ ca sĩ Trang Nhung. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là những phút cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và cầu thủ Eddie Trần đang có cơ hội để ấn định chiến thắng của đội bóng của mình. Đây là quả penalty. Vâng, liệu anh có ghi bàn được không? Sút vào. Vào rồi, xin các bạn, vào rồi. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Vâng, thưa các bạn, vậy là chiến thắng đã chắc chắn nằm trong tay đội bóng của Eddie Trần. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại. Ủa sao anh Hai chiến thắng anh Hai không mừng mà anh Hai hơi là buồn hả anh? Sao không buồn được? Mình đá banh xong mình giúp vui cho mọi người, mọi người bỏ về hết rồi còn cái gì đâu nó mà vui. Đúng rồi nhờ. Sao em ước gì có một cái lễ ăn mừng khi anh Hai chiến thắng trở về nhờ. Đúng rồi á, mình làm vậy là chắc là vui lắm á anh ha. Không có buồn không nữa có, ha. Ôi, chưa khóc là im ngay đi, đừng làm ồn. Ai đây? Gì vậy anh Hai? Ta là Thương đây. Everyone's watching. You're not serious. Keeping it close. Isn't it over?
Africa. Thông điệp Trang Nhung muốn đưa ra ở đây là cái tinh thần thể thao luôn luôn phải có ở trong mỗi con người. Trang Nhung muốn tất cả các bạn biểu diễn làm sao cho nó sôi động, cho đúng chủ đề là cái lễ hội, và truyền tất cả cái cảm hứng cho tất cả quý vị, và đưa một cái thông điệp rằng tất cả chúng ta nên giữ sức khỏe thật tốt, bởi vì có sức khỏe thì sẽ làm được rất nhiều việc. Với tiết mục vừa rồi thì đội Trang Nhung cho thấy rằng là mình là một đối thủ rất là đáng gờm, bởi vì cả hai tiết mục trong thời gian ngắn như thế các bạn đều có được cái sự đầu tư gần như là giống nhau. Và bây giờ hãy cho chúng tôi biết các bạn yêu mến tiết mục lễ hội bóng đá của đội nữ ca sĩ Trang Nhung như thế nào thông qua những phiếu bình chọn của mình, cũng như xin mời các đội trưởng. Thời gian dành cho các bạn 5 giây bắt đầu. Bảy mươi bảy điểm từ phía khán giả. Số điểm của Nhật Kim Anh là 85 điểm. Số điểm của ca sĩ Nguyễn Hương là 90 điểm. Số điểm của nữ ca sĩ Phương Thanh là 95 điểm. Tạm thời số điểm của đội Hành Ca tính đến thời điểm hiện giờ ở vòng 2 là bao nhiêu? Xin mời. 347 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ là giờ phút quan trọng nhất của bốn đội trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ công bố kết quả, số điểm cũng như thứ tự hạng của mỗi đội. Bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo Huy Tướng dành cho bốn đội. Đội Chanh Chua, các bạn được 90 điểm và tổng điểm của các bạn chính là 827 điểm. Xin chúc mừng. Đội Hương Lúa, với số điểm của giám khảo Huy Tuấn dành cho các bạn là 80 điểm, và số điểm sau hai vòng thi đấu của các bạn là 842 điểm. Xin chúc mừng. Đội H5, giám khảo Huy Tuấn đã dành cho các bạn là 90 điểm, và số điểm sau hai vòng thi đấu của các bạn là 867 điểm. Xin chúc mừng. Đội Hành Ca, giám khảo Huy Tuấn đã dành cho các bạn 90 điểm, và sau hai vòng thi đấu các bạn được 892 điểm. Xin chúc mừng. Đội Hành Ca, với hai lần đứng nhất liên tiếp, số tiền của các bạn vẫn được giữ nguyên là 1 tỷ đồng. Đội H5, ở tuần trước là 970 triệu, và đêm nay do các bạn đã phấn đấu vượt lên ở vị trí thứ hai nên các bạn chỉ bị trừ đi 20 triệu, và tổng số tiền còn lại của các bạn là 950 triệu. Đội Hương Lúa, tuần trước các bạn còn giữ lại số tiền là 980 triệu, và đêm nay các bạn bị trừ đi 30 triệu nên tổng số tiền còn lại của các bạn là 950 triệu. Xin chúc mừng. Đội Chanh Chua, tuần trước các bạn có 990 triệu,
và tuần này các bạn bị trừ đi 40 triệu. Số tiền còn lại của các bạn là 950 triệu. Theo như chúng tôi công bố với quý vị, đội nào ở vị trí thứ hạng cao nhất có quyền giữ nguyên những thành viên của mình. Còn các đội còn lại sẽ bị loại đi một thành viên. Những thành viên này vẫn nằm trong chương trình biệt đội tài năng. Và lưu ý, thành viên bị loại không phải là thành viên đã loại ở tuần trước. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần hấp dẫn nhất của chương trình biệt đội tài năng. Đó là phần loại thành viên. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt cùng với đội của nữ ca sĩ Phương Thanh, đội Chanh Chua. Thưa quý vị, thành viên nào còn giữ lại của đội Phương Khanh thì sẽ biến mất bất thình lình trên sân khấu. Còn thành viên nào còn lại có nghĩa là đã bị loại. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi chuẩn bị với thời khắc quan trọng. 3, 2, 1, bắt đầu! Như vậy rất tiếc chúng tôi phải chia tay Ngọc Khanh của đội nữ ca sĩ Phương Thanh. Ngọc Khanh đừng buồn, bạn sẽ có mặt ở một đội khác và biết sự cảm ơn bạn. Thưa quý vị, và bây giờ phút quan trọng đã đến đối với đội Hương Lúa của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. 3, 2, 1, bắt đầu! Tạm thời chia tay chàng trai Thế Bảo của chúng ta ở đây, nhưng mà em sẽ về đội khác. Hy vọng yes. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần loại thí sinh của đội H5 của đội trưởng Nguyễn Hưng. Quyết định của đội trưởng Nguyễn Hưng sẽ loại ai đây? 3, 2, 1, bắt đầu! Còn lại Thái Trinh và Kyo. Như vậy rất tiếc là chúng tôi phải chia tay với Kyo. Kyo đừng buồn nha, không sao đâu. Mình sẽ có cơ hội để gặp những thành viên khác và cố gắng lên. Rồi, một tràng pháo tay cho Kyo. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ tư trong ngày hôm nay, cũng chính là đội có thứ hạng cao nhất, đội của nữ ca sĩ Trang Nhung, Hành Ca. Lâm Phúc Quân vẫn còn ở lại, có vẻ hơi đau tim, nhưng mà đây sẽ là một cơ hội cho bạn để bạn đến với đội khác và sẽ học hỏi nhiều hơn. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta đây là bốn thành viên đã chia tay bốn đội của mình, và chúng tôi xin mời nữ ca sĩ Trang Nhung sẽ là người chọn thành viên đầu tiên. Tôi xin chọn bạn Ngọc Khanh. Xin chúc mừng Ngọc Khanh. Chúng tôi xin hỏi đội trưởng nào sẽ chọn Kyo về đội của mình? Vâng, xin chúc mừng Kyo, bạn sẽ về đội của nữ ca sĩ Phương Thanh. Chúng ta sẽ cùng đến với Lâm Phúc Quân. Ai sẽ chọn Lâm Phúc Quân về đội của mình? 3, 2. Như vậy Nhật Kim Anh đã quyết định chọn Lâm Phúc Quân về đội của mình. Và như vậy Thế Bảo cũng sẽ về đội của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Xin mời Thế Bảo. Thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình biệt đội tài năng được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và đến đây thì tất cả những thành viên của chương trình biệt đội tài năng của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Thương nhau mà yêu nhau. Kim Anh cũng cảm thấy thích hơn là cái mục trước, cộng hưởng thêm những ca khúc vào trong đó rất là vui nhộn và dễ thương. Cái ý tưởng hay nhất của các bạn đó là cuộc đời của một người nghệ sĩ, một nhất là một người ca sĩ. Nếp nhăn vần trán nhắc cho ta một thời yêu nàng. Điệp ơi, hay hay hay. Mai anh lên chốn thành đô, nhà sẽ rực
rỡ. Thôi dễ thương rồi nè. Xin đừng quên bến đồ ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò gió mong. Các bạn xứng đáng được gọi là một biệt đội tài năng. Các bạn lăn lộn, các bạn làm mọi thứ để cho cái tiết mục làm sao nó được hoàn hảo nhất. Không thôi. Trong giây phút cuối cùng nhìn thấy cuộc đời, tôi còn nhớ má, nhớ mọi người ở nhà, ở xóm mình. Những màn trình diễn đặc sắc, những giọt nước mắt chạm đến trái tim, và không thể thiếu những hình ảnh dí dỏm, vui nhộn với những tràng cười sảng khoái tại vòng thi thể hiện tài năng đầy gay cấn này. Siêu nhí nào sẽ tỏa sáng và được bước tiếp vào vòng trong? Ai sẽ phải dừng lại? Mời quý khán giả đón xem tập 4 vòng thể hiện tài năng, chương trình thử tài siêu nhí, phát sóng 21 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút chủ nhật ngày 26 tháng 6 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.